Lê Minh, xin chào các cô dì chú bác, chào các anh chị, chào các bạn đang quay trở lại với đường live của Lê Minh Vlog. Hôm nay mình lại mời cả nhà hãy cùng đi trải nghiệm với mình một buổi ngắm cảnh của bãi biển, xem khung cảnh cuối tuần như thế nào nha. Mình mời cả nhà hãy cùng đi với mình để trải nghiệm với cả nhà một khung cảnh buổi sáng của thành phố Vũng Tàu rất là đẹp, phải không cả nhà? Bãi biển rất là đẹp một buổi sáng, bây giờ là 6 giờ sáng rồi cả nhà, nhưng cái khung cảnh biển rất là đẹp. Sáu giờ sáng mà một lượng khách rất là khủng luôn cả nhà, rất là đầy bất ngờ. Còn một buổi sáng cuối tuần, khung cảnh tắm biển rất là đông vui, nhộn nhịp, náo nhiệt. Rất là đẹp, rất là thân thương, phải không cả nhà? Cả nhà xem hãy nhớ like, ủng hộ mình nha cả nhà. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, cho mình có động lực làm nhiều video hay và đẹp hơn nữa nha cả nhà. Để cho mình quay nhiều cái khung cảnh bãi tắm để cho cả nhà xả stress cũng như là giải trí những lúc làm việc mệt mỏi nha cả nhà. Bãi biển buổi sáng nhưng mà rất là đông. Du khách đổ về những cái ngày nắng nóng như này thì thật sự là nhìn biển nó muốn tắm. Những hình ảnh rất là đẹp. Trong video có gì sai sót thì mong cả nhà hoan hỉ với mình nha cả nhà. Mình chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Biển hôm nay nước trong xanh, lượng khách tắm rất là đông và rất là xa này cả nhà, thấy ra ngoài xa luôn. Tuy là buổi sáng nhưng mà rất là đông. Những hình ảnh rất là đẹp. Mới 6 giờ sáng rồi nhưng mà lượng khách rất là khủng cả nhà. Hình ảnh rất là dễ thương, rất là đẹp luôn. Hãy
trong video có gì sai sót mong cả nhà hoan hỉ với mình nha cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã bỏ thời gian quý báu ra để xem phim ủng hộ mình. Những hình ảnh buổi sáng rất là đẹp, phải không cả nhà? Cả nhà mạnh tay like ủng hộ mình nha, cho mình có động lực mình làm video đẹp hơn, hay hơn nữa cho cả nhà giải trí xả stress. Thật bất ngờ một buổi sáng, những hình ảnh rất là dễ thương, rất là đẹp. Rất là náo nhiệt của một buổi sáng sớm. Yeah.
trời đã mọc rất là nắng. Trong video mình cũng xin phép dừng tại đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác và các bạn đã cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Một lời tri ân nhất, mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong 19 giờ tối mai nha cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, an lành bên gia đình người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.